chuyên đi giết người, chuyên đi giết người, gặp ai cũng giết, không bất kể là ai, gặp ai cũng giết, và giết xong cắt lỗ mũi của người ta, cắt lỗ tai của người ta, sau đó xỏ lên dây đeo, thì cái vòng dây của ông ta đeo rất là nhiều lỗ mũi và lỗ tai cho con người trên đó. Khi bây giờ người ta gọi là đại ác nhân, nên gặp ai gặp cũng sợ, ngay cả lính của vua cũng sợ gặp ông ta luôn. Thì Đức Phật mới một lần Đức Phật đi khất thực đó, đi vô cái làng đó, thì cái làng đó mới là đóng cửa lại hết, không có, rất là sợ sợ. Thì Đức Phật hỏi ra thì mới biết là đại ác nhân xuất hiện ở đó, có đại ác nhân xuất hiện ở đó. Người ta mới kể cho Đức Phật nghe là cái ông này ác như thế nào. Người ta chỉ kể cho Đức Phật nghe là ông này ông ác như thế nào thôi. Thì Đức Phật mới là không có hỏi, là Đức Phật không hỏi thêm nữa là ác như thế nào, mà ông ta, ông Phật mới hỏi là những người dân biết tại sao ông này ác không? Người dân có biết nguyên nhân tại sao ông này trở thành con người ác như vậy không? Thì rất là nhiều người nhưng mà không ai trả lời được câu hỏi đó. Thế là Đức Phật mới là một mình đi vào rừng sâu để kiếm ông ta. Và đi vào rừng sâu để kiếm ông ta, thì khi mà Đức Phật gặp ông ta thì ông ta không có sợ. Ông ta sắp sửa tấn công, chính là gặp một người bình thường ông ta tấn công. Thì Đức Phật không sợ, Đức Phật mới đứng yên tại chỗ. Nó mới làm lạ, nó hỏi Đức Phật tại sao không sợ tôi. Cái gì, nhưng mà khi hỏi xong là ông Phật nó hỏi được là cái gì, tại sao ông này trở thành một người ác như vậy. Thế hai người nói chuyện với nhau, rồi sau đó Đức Phật mới tìm được là cái lý do nguyên nhân ông này tại sao trở nên một cái con người ác giống như vậy. Và cái câu chuyện này giống như cái câu chuyện của Việt Nam mình, nó là khí vậy. Một cái con người hiền lành, một cái nông dân hiền lành, nhưng mà bị áp bức bóc lột quá thì sẽ trở thành một cái con người đại gia ác, giống như là khí vậy của mình. Thì khi mà Đức Phật tới, Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật thể hiện sự rất là bình dân anh chị. Và cái thời kỳ của Nepal và Ấn Độ lúc đó là anh chị biết, cái xã hội Ấn Độ chia ra thành 4 giai cấp, rất là nghiêm khắc. Giai cấp cuối cùng nhất đó là giai cấp hướng dân đê tiện và hướng dân đê tiện. Giai cấp thứ hai là giai cấp bình dân. Sau một ngày đi khất thực, Phật
你要受持五戒，一个是不杀生，尊重他人的生命，不杀生，不投放，不邪淫，不妄语，不酗酒，这五个点，佛陀一定的讲解给他听完，手马上放下屠灯，立即成佛了。就像这边的，我们觉得心中有佛就好了，这真的是。不过呢，大家记得，你心中有了佛，你就是佛。phải tu trước rồi chứ chỉ đừng để khi mà để trong cái dơ mà hoàn thiện lại thì rất khó. Sorry. Để cho các bạn các bạn. Này. 不过在这里所看到的这个句子啊，你们想要拍照的都可以把它拍照发回去哦。就是虽然。每个姑娘们，如果都自己觉得自己是很漂亮的一个有漂亮很有自信的，但是我跟大家有分享说，我之前这两个工作之前就是下拜一样，是这样。Thì ông này là ông Mục Kiền Liên Bồ Tát, và đây cũng đây là bà Thanh Đề. Và tại sao bà Thanh Đề lại bị đầy vào 18 phần địa ngục? Thì bà này là một cái người là mộ Phật lắm, đi chùa nhiều lắm. Và lúc nào cũng đi chùa tụng kinh hết. Nhưng mà bà ta còn một cái lòng rất là lớn, đó chính là tham sân si trong người. Đi chùa đọc kinh nhưng mà không có hiểu. Đây là một cái câu chuyện mà đại diện cho cái đa số một cái tầng lớp đi con người bây giờ đi chùa nhưng mà không hiểu Phật pháp đầy gì hết và vẫn còn rất là tham sân si. Một cái câu chuyện là bà ta đi chùa, bà ta đem cúng dường cho các vị sư, nhưng mà bà ta chỉ đem bánh trái hoa quả tới thôi, còn người ta khác người ta đem cúng tiền cúng vàng tới, thì các vị sư nó bị lóa mắt bởi cái tiền vàng nó nhiều hơn là bánh trái. Thế bởi vì bà ta nói là cái đồ cúng của bà không được trân trọng, cái đồ bà đang vô cúng chùa không được trân trọng, bà hận và thù các vị sư đó, và không muốn trân trọng cái đồ cúng của bà. Dạ. Trong khi bà phải tỉ mỉ tận mẫn để bà chăm chút, bà nấu từng cái bánh để mình cúng, thì bà hận trong lòng. À, nên bà quyết định là bà làm cái bánh bao nhiêu thịt chó để tặng cho các vị sư ăn. Để các vị sư ăn xong thì mới phát hiện đó là bánh bao nhiêu thịt chó. Thế là sau này khi mà chết đi thì chính vì cái lòng tham đó, dùng sân si đó, bà ta bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Dạ. Đó thì khi mà ông đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát này, khi mà ông đã đắc đạo thành Bồ Tát thì ông ta có một cái nguyện lực rất là mạnh, gọi là đại thần thông. Dạ, yeah. Ông ta là thần thông, rồi là một trong những cái vị mà đệ tử Đức Phật có gọi là đại thần thông. Ông ta mới dùng cái sức mạnh thần thông của mình tìm kiếm con mẹ mình ở đâu, ở trong cái ba cõi trời, người và địa ngục. Thì ông ta mới thấy được bà này đã đọa vào 18 tầng địa ngục. Thì ông ta mới nhờ Đức Phật để mà đi vào cái địa ngục đó để kiếm mẹ. Nhưng mà địa ngục thì rất là tăm tối, nên ông ta mới nhờ thêm một cái viên ngọc nữa, là viên ngọc đó là của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì cái viên ngọc đó ánh sáng, cầm cái viên ngọc đó ánh sáng, ông mới đi vào được cái tầng thứ 18 tầng địa ngục, thì mới thấy mẹ mình đang giúp ở trong một cái ngọc đá. Còn muốn dạ dạ mọi người cho rồi à, thì khi mà cầm cái viên ngọc đó thì lúc trong thấy mẹ mình trong một cái hốc đá. Dạ. Thì ông ta mới hỏi mẹ mình là mẹ có thấy đói không, và mẹ có thấy đói thì bà này phải nói là mẹ rất là đói. Thì ông ta mới dùng cái thần thông của mình là biến hóa là một cái chén cơm đưa cho bà ta ăn. Thì khi mà bà ta thấy cầm cái chén cơm mà đã đói quá, và với một cái tâm mà tham sân si giống như cũ đó, và thì bà ta cầm cái chén cơm đó, bà ta núp vào một góc khác và tay che lại và bốc ăn. Và tại sao tay che lại? Để sợ mấy con quỷ khác tới đến dành ăn của bà. Và thì bà che là bà ốc bốc ăn. Thì vừa bốc ăn, bốc vừa đưa tới miệng là cơm nó biến thành lửa và nó đốt tâm can của bà. Yeah. Cái câu chuyện nó chính là như thế nào ạ? Có nghĩa là mình thấy là ở bên ngoài thể hiện cái con người mình rất là gọi là nhân tướng học anh chị. Mình thấy cái con người nào mà mắt sâu, mũi nhọn, cằm nhọn, không phải chị đâu. rồi là bụng bự, rồi chảy xệ này nọ, cái thứ như vậy đó là cái đó là những cái hình tướng xấu của một cái con người không có được tâm không có được tốt lắm. Và cái tham sân si trong người ta còn rất là nhiều. Và đó còn cái che lại bất an, cái ích kỷ, cái tính tham lam ích kỷ, nó không có chia sẻ cho người khác. Dạ.
thì những cái đồ mà ăn vào nó sẽ biến thành lửa đỏ và nó thiêu cháy tâm can, nó thiêu cháy nội bộ can nội tạng, nó không phải là thiêu thật, nó là làm cho con người mình bị đau khổ chính vì những cái tham sân si đó của mình. Dạ. Thì ông Bồ Tát này ông không biết làm như thế nào để mà cứu mẹ mình, thì quay lại Đức Phật, nhờ Đức Phật một lần nữa, thì Đức Phật mới chỉ cho vào cái ngày rằm tháng 7 đó. Ngày rằm tháng 7 mọi người có đi chùa, người sẽ thấy cái chữ là an cư kiết hạ, tại vì mùa này mưa rất là nhiều nên là các vị sư không đi thất thực ở bên ngoài mà người ta ở trong chùa để người ta tu trong chùa, thì đi ra ngoài đường nhiều thì sẽ giết hại nhiều cái con vật kỹ chân, giết hại nhiều cái con sinh vật, tại vì mùa này là mùa mưa, nhiều cái con sinh vật nó sinh sôi nảy nở, dạ, nên nó giết hại rất nhiều, nên các vị sư nằm ngồi trong chùa thôi. Thì sau cái mùa an cư kiết hạ này á, thì các vị sư tụ lại trong một cái ngôi chùa đó rất là đông đủ, dạ, thì nhờ thần lực của các vị sư này là tụ một bài kinh, thuyết một bài pháp, chính những sức mạnh đó mới truyền đến được 18 tầng địa ngục đến thế bà. Nhưng mà trước khi mà bà nghe được những cái việc bài kinh đó thì bà đã được ông thì ông đại hiếu Nhị Kiền Liên này đã thuyết pháp rồi. Thì khi mà bà nghe thêm một cái bài pháp khác nữa, cao hơn nữa, thì bà mới đồng ý bấm khai mở trong cái đầu của bà. Thì chính vì bà khai mở trong cái đầu của bà mới bỏ được tham sân si. Mà khi mà bà bỏ được cái tham sân si, bà lập tức từ 18 tầng địa ngục và xuất lên trời, bay lên trời. Dạ, có nghĩa là cái sức mạnh của Phật pháp rất là mạnh. Mà nhưng mà sức mạnh của Phật pháp mạnh nhưng mà không thể nào đủ nếu mà chúng ta chính bản thân con người bạn không tự khai mở cái đầu, không tự buông bỏ. Dạ, nếu là mình nghe Phật pháp nhưng mà mình không buông bỏ xuống, mình hiểu nhưng mà mình không làm được, có em cũng không thể nào được. Mình hiểu nhưng mà mình phải làm được. Ngày nay người ta gọi đó là Phật pháp ví dụ. Đức Phật đó hả? Thì hoàng hậu Maya sau khi mà sanh ra Đức Phật 7 ngày thì bà ta bị chết đi, bà ta lên trời. Thì khi sau khi ông Phật cũng thành Phật rồi thì ông cũng tìm kiếm mẹ mình để gì ạ? Để báo đáp cái ân hiếu của người mẹ. Thì sau khi mà ông ta đã biết là mẹ mình đã lên trời hưởng phước rồi, đã lên làm thánh mẫu ở trên trời hưởng phước rồi thì có cần báo hiếu đúng không ạ? Dạ, vẫn còn phải báo hiếu. Và ông ta bay lên trời, ông ta gặp mẹ mình ở trên trời và thuyết pháp cho mẹ mình nghe. Dạ, tại vì sao ạ? Tại vì em nói rồi, trong ba cõi ha, trên trời là một, con người là hai và địa ngục là ba. Ba tầng đó gọi là tam cõi, tam thế á. Thì ai mà vẫn còn ở trong tam thế, chúng ta vẫn còn đang ở trong tam thế, chúng ta vẫn còn đang ở trong luân hồi. Luân hồi là sanh lão bệnh tử, sẽ có chết đi và sẽ có luân hồi là thành kiếp khác. Kiếp này chúng ta là con người, chúng ta kiếp này bả là hoàng hậu, kiếp này bả đang là ở trên trời, bả hưởng phước. Nhưng mà khi mà đã một khi mà đã hết phước rồi, đã hưởng hết phước rồi thì sao ạ? Bà hoàng hậu Maya này vẫn sẽ phải quay lại luân hồi, vẫn sẽ phải bị quay lại luân hồi. Mà khi mà đã quay lại luân hồi rồi thì có thể sẽ trở thành một cái con vật, có thể sẽ thành một con người. Mình không biết trước được cái kiếp sau của mình sẽ là thành cái con gì. Thì đó, chính là vì như vậy, chính vì bà hoàng hậu Maya này vẫn còn ở trong luân hồi nên Đức Phật mới lên trời để thuyết pháp cho mẹ của mình nghe, nhằm làm cho mẹ của mình là hướng mẹ mình đi theo đi tu để có thể thoát được khỏi luân hồi như vậy. Chứ nếu mà còn ở trong luân hồi rồi thì sẽ còn khổ, sẽ đã sanh ra là sẽ còn khổ. Phật Thích Ca chứ, Phật Bổn Sư Thích Ca. Rồi trước mặt mình đây là tổng thể. Thích thế nào thì được.
Dạ. Người ta không cho quay phim chụp hình là tại vì người ta sợ mất thời gian á, thấy không? Chứ giữ mấy cái chỗ tôn nghiêm trong kia thì không cho chụp. Còn ở ngoài này thì chụp được, quay được. Thôi. Tắt lát. Cái phim là rườm rà lắm. Không phải mấy người nhạc đâu.